Tại thị xã Trảng Bàng, cũng trong sáng ngày 4 tháng 10, các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng đã tham gia diễu hành hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy trên một số trục đường chính của thị xã. Phát biểu khai mạc buổi lễ meeting, ông Trần Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng cho biết, trong 9 tháng năm 2023, trên địa bàn thị xã xảy ra một vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 18 triệu đồng. Nổi bật là thị xã đã xây dựng thành công 32 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương thức tự trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hộ gia đình.